giáng cấp, điều chuyển 3 cảnh sát giao thông vụ truy đuổi, dùng dùi cui đánh người vi phạm. Công an tỉnh Long An cho hay đã thống nhất về phương án xử lý kỷ luật liên quan đến 3 cảnh sát giao thông truy đuổi, dùng dùi cui đánh người vi phạm mà đoạn clip phát tán trên mạng xã hội đã phản ánh. Nguồn tin cho hay, sau khi nắm bắt vụ việc lan truyền trên mạng xã hội, Ban Giám đốc Công an tỉnh Long An đã họp và thống nhất phương án xử lý 3 cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự, Công an huyện Tân Tụ. Cụ thể, từ cơ sở ban đầu, Ban Giám đốc Công an tỉnh xác định vụ việc xảy ra có lỗi của người vi phạm là điều khiển xe không có kính chiếu hậu và không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng làm nhiệm vụ. Tuy nhiên, hành vi của những cảnh sát giao thông là sai, phải xử lý nghiêm. Theo đó, Đại úy Hà Tấn Phong, người trực tiếp dùng dùi cui đánh người, bị kỷ luật giáng cấp từ đại úy xuống thượng úy. Thượng úy Nguyễn Huỳnh Công là người chở Đại úy Hà Tấn Phong truy đuổi và một cảnh sát giao thông khác cùng ca trực cũng bị kỷ luật với hình thức khiển trách. Cả ba cũng sẽ bị điều chuyển khỏi lực lượng cảnh sát giao thông. Như đã thông tin, sáng ngày 31 tháng 10, Tổ Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an huyện Tân Trụ làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên địa bàn. Quá trình đó, tổ công tác phát hiện một thanh niên điều khiển xe gắn máy có dấu hiệu vi phạm trật tự an toàn giao thông, xe không gắn kính chiếu hậu. Khi tổ công tác ra hiệu dừng xe để kiểm tra hành chính, thì thanh niên này đã lạng lách, đánh võng để chạy thoát. Hai thành viên tổ công tác là Đại úy Hà Tấn Phong và Thượng úy Nguyễn Huỳnh Công phải dùng mô tô đặc chủng truy đuổi. Đến đoạn tỉnh lộ 833, ấp 2, xã Tân Bình, huyện Tân Trụ, hai cảnh sát giao thông đã đuổi kịp, nam thanh niên vẫn cố vòng xe để tẩu thoát. Lúc này, một trong hai cảnh sát giao thông đã không kiềm chế được, dùng dùi cui đánh thanh niên nói trên. Theo báo cáo ban đầu của Công an huyện Tân Trụ, nam thanh niên đã thừa nhận vi phạm, còn lúc kiểm tra không xuất trình được giấy tờ xe.